Xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình đây. Độ này thì mình hay phải ăn tối ở nhà nhưng mà chỉ có một mình. Vợ thì đi, vợ mình là bác sĩ đi trực mất rồi. Cho nên là mình mới phát hiện ra là đặt Grab Food hoặc là mấy cái food food ấy thì nó sẽ rẻ hơn cả ở ngoài. Ví dụ bình thường mình ăn một cái suất gà nửa con gì đấy, gà mạnh hoạch hay gà răng muối hay gà gì đấy khoảng 80.000, thì bây giờ mình đặt Grab Food ấy, thì lại còn rẻ hơn. Thực ra mình phải nhập mã, mà thường thường mình hay đặt Grab giao hàng ấy, cho nên là mã được tặng rất là nhiều. Xưa thì cứ để nó hết hạn không dùng đến làm gì, nhưng bây giờ mình đặt ấy, thấy nó rẻ hơn, tốt quá. Bây giờ một suất gà ví dụ 80.000, ví dụ đây đó, đây mình cho xem suất này. Đấy, đây là một suất gà rang muối, một suất gà rang muối mà mình mua ở chỗ cái quán gì mình không biết nhá. Để tí nữa mình add cái quán ý lên. Đây là một suất gà rang muối này, nửa con 80.000, rất là ngon luôn. Thế nhưng mà mình mua thì nó bao nhiêu nhỉ? 80.000 cộng với cả 15.000 tiền ship là 95 mà dùng cái mã giảm giá còn có 55, giảm 40.000. Đấy, mã giảm giá ấy, các bạn mà đặt nhiều á thì nó tặng rất là nhiều luôn nhá. Trong khi đó, thứ nhất là cái anh bán hàng thì mình không biết là anh ấy phải trả cho Grab bao nhiêu. Thế nhưng mà người ta vẫn lấy của cái anh lái xe đủ 80.000. Đấy, vẫn lấy đủ 80.000. Thế xong người ta giao cho mình là tổng cộng là 15.000 tiền ship là 95 mà người ta thu 55 bởi vì mã khuyến mại rồi. Nhà phát triển, nhà làm Grab ấy thì người ta bỏ ra rất là nhiều tiền để cho mọi người sử dụng quen cái dịch vụ, sau này sử dụng quen dịch vụ, họ độc quyền, họ bá đạo rồi ấy, thì họ sẽ thu tiền lời sau, có khi là nhiều tỷ ấy, mình không biết được. Nhưng mà rất là hay. Đây, thay vì mình phải đi ra quán thì tại sao mình không ngồi nhà mình gọi, quá ngon lành, người ta giao đến nơi luôn. Đấy, giao đến nơi, món gà ngon lành. Đấy, ăn xong thì người ta có một cái đánh giá nhà hàng. Thứ là nhà hàng nào ngon thì các bạn nên là post nhiều sao một tí để cho người sau còn đặt ngon lành. Nhà nào mà ăn chán ra gì ấy, cứ cho một sao mạnh dạn đi, bình luận review thật là bá đạo lởm khởm vào để cho người sau tránh. Đấy, một món gà như này, ngồi xem phim mới. Đây, đây có cả tương ớt nha. Đấy, tương ớt mình để đây. Đấy, mình gọi thường thường nó KFC nó không khuyến mại mấy thì phải, mình gọi chả được khuyến mại mấy. Nhưng mà cái mã gà này mình được tặng nhiều cực kỳ luôn. Rồi, mời các bạn nha. Đây có đầy đủ nữa. Thịt nạc này, đây là chân. Cái nhà hàng này răng muối ngon phết đấy. Đây, tao ăn miếng nào cũng ngon. Ôi, xin mời cái đã xong mình nói tiếp nhé. Ngon. Năm mươi lăm nghìn được một suất gà này, tại sao tội gì mà không đặt, đúng không? Không đặt nó phí. À, hôm trước mình đặt trà sữa thì thường thường là trà sữa là tầm 35, 36, 40 gì đấy, mà cả tiền 40 thì cứ cho 40 nhá, mình gọi là 40, trả 15.000 tiền ship là 55 mà mình dùng cái mã 40 còn có 15, ship tận nơi, uống mát lạnh thơm ngon. Đấy, tội gì mà mình không dùng, đúng không? Bây giờ tất cả những anh nào mới ra, càng mới ra là càng nhiều mã. Những anh lớn nữa, mình không có mã thì thôi, mình có mã thì dùng, mình quen thì sau này mình tiện thì mình dùng dịch vụ của người ta. Đấy, hôm trước lại có một cái như thế này á, mình đặt ở một cái quán Hàn Quốc, mà đồ Hàn Quốc á, nói thật với các bạn ấy, không biết bạn nào fan cuồng
Chứ nếu mà ăn cái đồ Hàn Quốc nó trả ra cái thể thống gì. Mà các bạn đừng nên đặt cơm qua qua nhá. Đừng nên đặt cơm qua qua đồ ăn GrabFood này. Nó ảnh thì long lanh lung linh lắm nhưng mà nó chả có cái gì đâu. Ăn chán lắm. Hôm trước là đặt cái cơm của nhà hàng Hàn Quốc cũng ở quanh quanh chỗ mình thôi, chả tiện nói ra, mình đã đánh giá vốt thấp sao lắm rồi. Nhưng mà về nói thật, cái suất cơm 59.000 như cái suất cơm mà kiểu đi từ thiện hay cơm cơm ấy 10.000 ấy, nó chỉ có cơm với nó chỉ có cơm với một ít giá rau giá rồi mấy cái linh tinh, một ít kiểu thịt bò, không biết bò ấy, thịt gì mà băm lên trông kinh khủng luôn. Thế nhá, tiếp theo mình đặt thêm một món gọi là gà cay phủ phô mai hay là sốt phô mai gì ấy. Ảnh nó long lanh lung linh, trời ơi, về không có một tí phô mai nào luôn, mình nói thật các bạn nhá, mình mới bực quá. Là lần đầu tiên mình đặt GrabFood mà mình mới alo tìm số nhà hàng ở trên Facebook, mình alo mình bắt phải trả hàng, à không phải bắt trả hàng mà mình mới bảo là đây là hàng không đúng, tôi đặt khác, hình ảnh nó khác, chất lượng nó khác, giá tiền nó khác. Cái gà sốt phô mai thì 129 cộng với cả 59, gần 200.000 của mình mà ăn không ra gì cả. Mặc dù mình dùng cái mã 50% của ấy, nó chỉ cả ship nó còn khoảng 81.000 thôi. Thế là mình gọi điện, thế là người ta bảo là, người ta trình bày lý do là bây giờ nhà cô làm thế này, bây giờ nhà cô làm thế kia, nó không giống nữa. Đấy, nhưng mà mình không đồng ý. Thế là mình bảo là cô làm nào làm, đấy, xử lý cho cháu. Thế là người ta bảo thì được rồi, gọi ship đến, người ta trả tiền ship và người ta đổi cái mới. Thế xong một lúc sau mình gọi ship đến rồi, người ta nhận rồi, người ta bảo là thế bây giờ cháu lấy lại tiền hay là đổi cái mới. Thì thực ra ăn cái đấy mình chưa nếm nhưng mà nhìn nó đã không ngon rồi, cho nên là mình bảo gửi lại tiền. Thế cuối cùng là mình dùng mã ảo giá, mình mất có 81.000 lúc đầu mà lấy lại được 131.000. Đấy, lấy lại được 131.000. Thế mình lại đi gọi tiếp là ở Papa Chicken. Papa Chicken có ở Xuân Thủy. À, mình gọi tiếp một cốc trà sữa 55.000 cả ship, 40 với 15.000 ship là 55.000. Thì mất có 15.000. Ok, ngồi uống đợi, mất công một tí nhưng mà ngồi uống được trà sữa. Tiếp theo là mình gọi một suất nửa con gà Papa 160.000. 160.000 hay là 175, nói chung là dùng mã khuyến mại thì nó hết 90.000 ấy. Thế là mình vẫn còn dư tiền. Đấy, thế có hay không? Thế là có thể là chuyển từ mã khuyến mại ra tiền được. À, gặp vận đen nhưng mà lại được món ngon. Papa Chicken thì về ăn ngon, món gà mật ong ngon. Là mình ăn vote cho 5 sao. Thế còn quán kia thì 1 sao, lên Facebook quanh giá 1 sao. Đấy, các bạn thấy không? Tội gì mà mình không đặt hàng qua những cái này, nó rất là tiện lợi. Mình ngồi nhà hoặc là ngồi văn phòng mát lạnh, người ta giao hàng đến tận nơi, đúng không? Đây món gà này nhá. Đấy, người ta giao hàng đến tận nơi những món mà ngon như thế này. Tội cái gì mà mất công đi ra ngoài quán thì cũng thế thôi. Thực ra là mình hay ăn gà Mạnh Hoạch, ví dụ 160.000 một con. Mà 160.000 một con mình vẫn phải ra đủ tiền. Đấy, mà phải ra tận nơi ăn. Còn đằng này á, ship về cả tiền ship rồi vẫn còn rẻ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình dùng được mã khuyến mại, mặc mã khuyến mại cho rất nhiều. Mình không phải là ấy, nhưng mà không có mã khuyến mại thì mình không chơi. Thực ra là hàng ngày mình đặt Grab Express giao hàng rất là nhiều. Mình lấy mình làm áo phông đồng phục mà mình những cái vải mà mình lấy vải về gọi Grab giao hàng đi, gọi Grab chuyển đi đâu ấy, chuyển đi in hay chuyển gì ấy, nhưng mà có tiện đường gọi Grab
đấy, mẫu vải các thứ mang cho khách gọi Grab, cho nên là chắc là hạng cao lắm, hạng tiền tiêu tiền được Grab nhiều. Nhưng mà hàng tháng sẽ được tặng rất nhiều mã khuyến mại đấy, tội cái gì không dùng. Thế là chúc các bạn ngon miệng nha, mình ăn đói quá, nói từ nãy đến giờ miếng này đang ăn dở này. Ngon, phải nói là đây là ngon. Đây là cửa hàng gà gì ở chỗ Dương Khuê, mình cũng chả biết được. Không nhớ lắm. À đây rồi, bên ngay mà. Đây. Đâu nhỉ? À đây này. À. À, gà Cường, gà rang muối của 556, Cường 556 gà tươi Mạnh Hoài Dương Khuê nhá. Cửa hàng rang muối rất ngon, anh giao ship nhiệt tình, hoành giá 5 sao. Ừ, quá đỉnh, yêu Grab quá, quá hay. Đây cho các bạn xem không ạ? Mình đã gọi Ba Vui vịt cỏ Vân Đình. Hằng ngày ấy, vịt cỏ Ba Vui thì cũng bình thường, không ngon lắm, nhưng mà đây này, nửa con 80.000, cả ship 95, dùng mã 40 còn 55. Ra quán làm gì có cái chuyện mà ăn nửa con 80.000 mà giả 55. Đấy đâu ra, không có. Gì đây? Papa Chicken Xuân Thủy này, 160, dùng mã 50, dùng mã 80 này, cộng 15 là tiền ship này, còn thanh toán 95. Cái nào cũng mình giá 56 ấy nhá. Đấy, nói Joy City còn có 15.000 này. Đấy. Đấy. Đâu nhỉ? Rồi. Tại vì hàng ngày mình đặt Grab nhiều lắm. Đây này. Grab xe kín đây này. Nhiều lắm. Có cả khuyến mại không? Nhưng mà thường thường là nếu mà không khuyến mại ấy, thì đắt lắm, không khuyến mại thì đắt lắm, mình phải dùng khuyến mại, tại vì nhà khuyến mại cho nhà Grab cho rất nhiều mà, tội gì không dùng. Thôi, chúc các bạn ngon miệng, hẹn gặp lại. Ngày mai mình lại đặt Grab Food, xin mời các bạn review những cái món ăn của các nhà hàng nha. Hôm nay là của nhà hàng Cường 556 gà tươi Mạnh Hoạch ở gì nhỉ? Dương Khuê, chỗ gần đại học thương mại ấy. Nhà sách trí tuệ đi vào ạ. Ăn rất là ngon. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.